máy hút bụi tự khởi động dọn dẹp, cộng đồng mạng hoang mang, liệu trong nhà có đang tồn tại vong hồn? Mới đây, một người phụ nữ đã đăng tải đoạn video về việc chiếc máy hút bụi của nhà cô có những hiện tượng kỳ lạ. Cộng đồng mạng lạnh sống lưng khi xem được cảnh tượng này. Trong phòng bếp yên tĩnh, dây điện của máy hút bụi bỗng nhiên bay lơ lửng trong không trung và tự cắm vào ổ điện. Ngay sau đó, chiếc máy được khởi động. Người phụ nữ nghe thấy tiếng ồn, liền vội chạy xuống kiểm tra, thì giật mình, lắc đầu khó hiểu và với tay định tắt công tắc đi. Tuy nhiên, giây sau đó, máy hút bụi lại bất ngờ tự dịch chuyển, mặc dù cô ta chưa hề đụng gì đến nó. Giữ bình tĩnh, người phụ nữ nhanh tay bấm tắt nguồn máy lần nữa và rút hẳn dây điện ra. Cứ nghĩ vậy là xong, nhưng sau khi ngắt kết nối với nguồn điện, chiếc máy hút bụi vẫn tự di chuyển, giống như có ai đó vô hình đang đẩy nó đi. Wow! Yay! Okay. Cộng đồng mạng xem xong video không khỏi bàng hoàng, kinh hãi trước tình huống quỷ dị này. Và họ cũng rất bất ngờ khi người phụ nữ vẫn giữ được thái độ điềm tĩnh, mặc dù vừa chứng kiến cảnh tượng bí ẩn và đáng sợ. Mọi người liên tục đặt câu hỏi, liệu trong nhà có phải đang tồn tại một vong hồn nào đó nghịch ngợm, quấy phá, hay chỉ đơn giản là máy hút bụi có vấn đề về kỹ thuật? Còn bạn, liệu bạn có giữ được bình tĩnh khi gặp tình huống tương tự như trong video hay không? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé!